coi các bạn. Hôm nay mình ăn canh ngót các bạn. Cá mình chiên sẵn rồi các bạn. Chiên sơ qua hết. Cá cá mình chiên sơ rồi các bạn. Chiên sơ vô cái giờ mình nấu luôn các bạn. Thả này vô cho thơm luôn các bạn. Cá cần hành đó, nấu ngót ha. Này nấu nặng với bún cũng ngon. Cho anh em cái canh của mình chín rồi anh em ơi. À, các bạn ha. À, mời các bạn cùng ăn với mình ha. À, canh ngót. À, cơm mình có xong hết rồi các bạn. Rồi mình mời các bạn ăn chung với mình ha. À, cá này là mình lấy cái thịt mình cho con mình nó ăn đó. Cho nên các bạn ăn chung ha. Canh ngót nấu với lại cá các bạn, cá mình câu á. Mời các bạn ăn. Vừa vừa ăn các bạn. Chấm nước mắm mặn quý vị. Mời quý vị ha. Nấu lên dẫn lại cũng ngon quá vậy. Canh thì canh nóng, cơm ấy thì cơm ngon, cơm nó hơi nguội. Cái lúc điện ra có gì chàng cái này cho nó nóng nóng cái cơm cho ngon. Chiên sơ vậy con cá nó ngon. Các bạn để luôn, các bạn nấu á thì cái con cá nó không ngon, mà xương bỏ ra một chỗ nữa. Chấm này chấm nước mắm mặn ngon lắm quý vị, ăn giống như là ăn lẩu vậy các bạn. Bạn hay đưa quán bạn lẩu á cá liêu hồng á, những ngày ẩu trong cà phê. Mình chở chở xương các bạn. Mình mà nêm nước mắm không à, mình thả mình bỏ nêm béo ngót, bỏ nêm muối
thẳng qua bạn. Đỏ quá. Đã thiệt á, này nhiều ngon nữa, bỏ rau này, cần cần hành. Rồi chỉ ăn nóng ngon các bạn, còn bạn bạn để mà nguội á, ăn hết ngon. Bạn để nguội nó hết ngon. Có nhiều người ta phải ăn cá rô phi này, người ta ăn cái đầu của bạn. Mình không biết ăn cái đầu, mình để đầu cho nó đẹp đi chứ không biết ăn. Nhiều người nói ăn béo. Mình chưa mình mặn mình cá mình bỏ đầu ha. Video mình đến đây là xin kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, xem mình nấu canh điều hồng ăn cơm ha. Cơm với canh cá rô phi nấu ngót ha. Mình chúc mọi người xem video được bữa ăn ngon.